Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình góp nhận 900 tóc cần có kêu là gu xe. Đây thì một loại gu xe chanh này là một loại chạy trên một nền tảng khác nha tất cả các bạn. Một nền tảng mới như là nó có men nét mới nha tất cả các bạn. Thì chương trình góp này kết thúc vào ngày 5 tháng 4 năm 2021 các bạn. Để tham gia hôm nay bạn tiếp phần link mô tả mở tay gặp bóng chat chatbot các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên của lớp cấp cha này các bạn. 9G. Đây là dáng khá là tiềm năng các bạn. 9GS VK này các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè bạn. Rồi các bạn ghép 900 cần GUI nè các bạn. Mỗi lượt ghép được 10 các bạn bấm continue. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho kênh group nè các bạn. Rồi các bạn cho nhà nhóm chat nha bạn. Rồi 15 người ngàn subscribe. Rồi từ Twitter các bạn follow và từ Weibo nha bạn. Đây thì có một nền tảng Google Chat mới nha các bạn. Sau này mình nó sẽ có một cái manage riêng của nó nha các bạn. Rồi bạn theo dõi Google Chat. Rồi các bạn like và từ Weibo lên nha các bạn. Google Chat Ruby. Rồi các bạn có cái gì bắt up đi các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn join tiếp kênh seller nha các bạn. Rồi join chào các bạn. Rồi follow tại Twitter. Thì tại Twitter bài thứ hai thì các bạn cũng lướt xuống các bạn. Các bạn lướt xuống các bạn tìm bài Google Ban nha các bạn. Các bạn like và tại Twitter lên bài này nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Rồi bạn bấm nhấn nút chip meditation nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn bấm don nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi bờ lưu file Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter mình ra nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi Twitter cho nó nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nha các bạn. Sau này nó sẽ thông tin trên Telegram của nó có. Thì mình sẽ cập nhật lại cái dự án này. Mình hướng dẫn các bạn manage để rút con token này về với MetaMask các bạn. Rồi các bạn gửi email cho nó các bạn. Rồi bấm don nha các bạn. Rồi bạn bấm check này bạn. Follow giờ có tự viết cái bài viết này không? Các bạn nhấp vào các bạn khoan. Nếu các bạn có tự viết xong thì các bạn mới đáp lời bạn bấm check nha bạn. Rồi tiếp tục thì bạn bấm vào sai tiếp thì cập nhật tài khoản của mình nha bạn. Các bạn chỉ lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tập cận Ruby nha các bạn. Sau này nó sẽ thông báo trên kênh Telegram nó mình sẽ hướng dẫn các bạn manage add cái manage vào địa chỉ MetaMask của mình và rút token Ruby này về các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.